Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh của Vũ Huyền HU. Ở video này mình sẽ tổng hợp lại tất cả những cái buổi học về AutoCAD cơ bản. Cái video này chỉ có thời lượng là 60 phút, trong đó 40 phút là bài giảng, còn 20 phút còn lại mình để tách ra những bài giảng để cho các bạn dễ tìm nhá. Giờ sẽ là video về buổi đầu tiên, là về làm quen và thiết lập giao diện của AutoCAD. Mình vừa mở cái phần mềm AutoCAD và đây là AutoCAD 2023 là mới nhất. Năm nay mới có 2022 này. Bây giờ mình sẽ bấm vào New. Mới vào nên là hơi lag một tí. Đây là cái giao diện mà nguyên bản nhất khi mà mình vừa mới tải AutoCAD về, mình chưa có chỉnh sửa một cái gì cả. Bài này là cái bài làm quen với AutoCAD. Bây giờ mình sẽ nói về một số những cái phím tắt cơ bản để mà mình làm quen với cái giao diện nhá. Thì có những cái phím tắt như là Ctrl N để tạo mới này, Ctrl S để lưu này, Ctrl Q để thoát bản vẽ ấy, thì cái đấy phần mềm nào nó cũng giống nhau rồi, nên là mình sẽ không nhắc đến. Mình sẽ nhắc đến những cái phím mà mình thường xuyên sử dụng này. Mình có ghi nó ở đây. Đầu tiên là cái phím F3 và F9 để bật tắt chế độ bắt điểm. Ví dụ như là mình có đây chẳng hạn, bây giờ mình muốn vẽ tiếp này, mình muốn bắt điểm này, thì đấy, nó bắt rồi. Bây giờ ví dụ mình bấm F3 là tắt đi, thì mình sẽ không bắt được vào cái điểm này, nên là mình sẽ phải luôn luôn bật cái này lên để bắt điểm nha. Tiếp theo là đến cái F7 là bật tắt lưới màn hình. Mình bấm thử với F7 này. Đấy, cái lưới màn hình đã mất đi và mình nhìn cái bản vẽ của mình thì dễ nhìn hơn. Khi mình vẽ thì mình thường xuyên tắt cái này đi nhá, để cho nó dễ nhìn đi. Và tiếp theo là F8, bật tắt chế độ vẽ cố định theo trục XY. Ví dụ như mình vẽ một đường line chẳng hạn, nó đang không bắt cho mình theo trục XY. Bây giờ mình bấm F8, đấy là nó tự động bắt theo trục Y này, và chuyển sang đây nó bắt theo trục X. Đấy. Tiếp theo là F12 là bật tắt bảng lệnh phụ trên màn hình. Ví dụ như là mình muốn cái lệnh L chẳng hạn, mình bấm L nó có hiện ở dưới này, nhưng mà cái bảng lệnh phụ là cái bảng mà nó hiện ngay bên cạnh con trỏ chuột của mình ấy, thì bây giờ nó không hiện, nó đang hiện chữ L lên. Bây giờ mình sẽ bấm vào F12 để bật nó lên, và mình sẽ bấm L. Đấy, nó hiện ngay trong bên phải luôn, có mấy cái lệnh này. Đấy là để bật tắt cái đấy. Bây giờ mình sẽ giới thiệu một số những cái ở trên màn hình này. Cái thanh này là cái thanh Ribbon, là có tất cả những cái lệnh để vẽ đấy. Nhưng mà như mình học ấy, thì mình phải thuộc những cái lệnh này để mình vẽ cho nhanh, chứ mình không có dành để bấm vào đây, xong rồi mình vẽ tiếp, xong rồi bấm vào đây, mình vẽ tiếp. Đấy, thì mình phải thuộc những cái lệnh đấy, cái ô vuông nhỏ nhỏ trên cái màn hình này, nó để giúp cho mình bắt điểm chính xác hơn. Và cái này mình có thể tùy chỉnh nó ở trong giao diện option để cho mình dễ sử dụng hơn nhé. Và cái thanh dưới này là cái thanh mà nhập lệnh trên AutoCAD. Mình có thể nhập trực tiếp vào đây, ví dụ mình L đây, đấy là mình được lệnh line này. Đó. Nhưng mà bình thường mình chẳng bao giờ xoáy này cả. Bây giờ mình sẽ tùy chỉnh giao diện cho AutoCAD nhé. Thì mình sẽ phải biết đến cái lệnh là lệnh OP. Bây giờ mình sẽ gõ OP này. Đấy là option này, mình bấm OP cách nhá. Ở trong đây mình sẽ bấm vào display. Và mình có thể chọn cái màu sắc là tối hoặc là sáng đây. Và mình có thể chọn màu. Ở đây nó đang là màu xám ấy, mình không thích cái màu xám lắm, mình thích màu đen cơ. Thế là mình bấm vào apply. Đấy. Thì những cái lệnh mà mình vẽ lên nó sẽ dễ nhìn hơn, đen trắng mà. Cái cos 2 này là cái kích thước đường vòng ấy. Bây giờ mình sẽ kéo lên cho nó là 100 nha. Mình nói ok, thế là cái đường vòng của mình đã dài từ đây sang đây. Thì mình dễ sử dụng hơn ấy. Bây giờ mình sẽ bấm vào open and save. Ở đây nó đang mặc định mình save về AutoCAD 2018. Nhưng mà mình sẽ cho nó save về CAD 2007 đi. Là cái bản CAD mà thấp nhất mà mình thấy ở mọi người vẫn còn dùng ấy.
để cho cái bản kết của mình, thì khi mà mình gửi cho người này người kia hoặc là cho bạn bè hoặc là cho sếp chẳng hạn, thì sếp dùng bản kết 2007 vẫn mở được. Mình nhớ tích vào cái auto mix set này để lưu file nhá. Và cái này là cái thời gian để lưu, nên mình để là 10 phút một lần. Hoặc là mình không thích cái tự động lưu file thì mình phải bỏ tích nó đi. Cái này để tạo ra một file backup thì bắt buộc mình phải tích vào đây nhá. File open này là cái số file mà mình có thể mở ra tối đa ở đây. Thì mình muốn để bao nhiêu cũng được. Thường là mình cũng chả mở nhiều đâu, nên là cũng không cần thiết phải quan tâm đến cái này. Bây giờ mình sẽ bấm vào drafting này. Và cái này là kích thước ô pickbox khi ở chế độ bắt điểm. Như nãy mình bắt điểm thì nó sẽ hiện lên một cái ô màu xanh đúng không? Và mình có thể tùy chỉnh được cái màu ở đây nhá. Thì ở đây thì mình không có tùy chỉnh cái gì cả. Và mình sẽ bấm vào selection. Ở đây là cái kích thước ô vuông. Ô vuông của mình khi mà mình ấy hiện lên ấy. Bây giờ mình sẽ thử xem nhau là cái ô vuông của mình nó có bé tí xíu như này thôi. Mình thấy nó nhỏ quá. Thì mình sẽ bấm vào cái selection này, mình kéo nó ra giữa đi, cho nó to ra. Và hai cái này thì mình sẽ kéo nó bằng nhau nhá. Và mình có thể điều chỉnh được cái màu nó ở đây nhá. Ở đây mình không có chỉnh này. Và cái cuối cùng là profile này. Khi mà các bạn bấm vào linh tinh ấy mà nó ra một cái gì đấy ấy, mà mình không biết sửa nó sao, thì mình có thể bấm vào reset để cho cái giao diện nó về cái mặc định như khi mới cài nhá. Chúng mình sẽ cùng đến với cái buổi số 2 là thiết lập kích thước và bắt điểm trong AutoCAD. Đầu tiên là lệnh UN này. UN xong rồi bấm cách. Có nghĩa là nó hiện, mặc định là hiện lên cái đầu tiên rồi ấy. Là chắc chắn là cái đầu tiên là unit rồi, thì mình sẽ bấm cách nha. Còn đây nó đang để mặc định cái đơn vị là inch, thì mình sẽ chuyển nó sang mm. Và có cái nữa là bắt điểm. Mình sẽ bấm SE này, không bấm cách. Mình bấm vào Object Snap. Ở đây có cả Object Snap cho 2D và 3D này. Nhưng mà AutoCAD này thì mình chỉ cần học cái 2D thôi ấy. Bây giờ
nó có những cái chế độ bắt điểm như này. Mình không cần phải biết nó là những cái gì đâu, mình sẽ bấm cho mình là select A này, xong bấm OK, thế là xong. Nó sẽ bắt điểm được hết tất cả các điểm mà mình mong muốn. Chúng mình cùng đến với buổi số 3 là về những cái lệnh mà hay dùng nhất trong AutoCAD. Những cái lệnh mà hay dùng nhất trong AutoCAD mình đã tổng hợp ở đây. Bây giờ mình sẽ nói rõ hơn về những cái lệnh này nha. Đầu tiên là lệnh line là vẽ đoạn thẳng, ký hiệu là chữ L. Mình lấy chữ L đây, mình ấn cách. Thế là mình đã được một đường thẳng. Cái đường thẳng này là mình bấm bừa nha, nó chưa kích thước. Bây giờ mình muốn có kích thước thì mình sẽ bấm L này, xong mình chọn một điểm nha, xong mình nối từ đây đến đây thì nó có cái kích thước nó hiện ở bên trên ấy. Đấy, bây giờ mình muốn vẽ một cái đường thẳng là 7000 chẳng hạn thì mình viết 7000, xong mình bấm cách. Đấy là mình đã được cái đoạn thẳng này là 7000. Khi mà mình muốn kết thúc lệnh thì mình có thể bấm phím cách hoặc là ESC nhá, ESC ở góc của cái bàn phím máy tính ấy. Đây là mình vẽ đường thẳng là vì mình đã bật chế độ theo XY. Bây giờ mình sẽ bỏ cái chế độ F8 đi. Đây, vẽ cái đường này thì nó không thẳng đúng không? Mình muốn vẽ một cái đường theo XY ấy, thì mình có thể dùng F8 hoặc là mình có thể giữ Shift. Đấy, giữ Shift là nó là chế độ theo cái đường dòng này tạm thời. Khi mình bỏ ra thì nó không còn ấy nữa. Tiếp theo là đến cái lệnh vẽ hình tròn. Mình sẽ bấm C. Nó hiện lên đây là cycle, là hình tròn đúng không? Mình bấm cách. Xong mình chọn một điểm. Rồi mình kéo nó ra là mình vẽ được hình tròn này. Nhưng mà hình tròn này ở đây mình không có bán kính cụ thể. Bây giờ mình muốn có bán kính cụ thể thì cũng giống như bên trên thôi. Là mình sẽ chọn một điểm, sau đó mình sẽ nhập bán kính ở đây mình muốn là 5000 chẳng hạn. Xong mình bấm cách. Bấm cách hoặc enter cũng được nhá. Đây mình chọn 5000. Bấm enter. Đấy. Bây giờ mình muốn vẽ một đường tròn đi qua hai điểm chẳng hạn. Mình vẽ hai đường thẳng đi. Mình muốn vẽ một cái đường tròn C. Đấy. Nó là đường kính của cái này chẳng hạn.
Bình thường là nãy mình vẽ bán kính đúng không? Bây giờ mình sẽ vẽ đường kính cho nó xem. Khi mà mình có cái đường thẳng này thì bây giờ mình sẽ gõ là C này, xong mình bấm cách, xong mình gõ tiếp là 2P, bấm cách tiếp, mình tích qua 2 điểm. Đó là mình đã vẽ được cái đường tròn này đi qua 2 điểm. Bây giờ mình muốn vẽ một cái đường tròn C đi qua 3 điểm chẳng hạn, là đi qua 3 điểm của 2 điểm đầu mút của cái đường thẳng này với lại một cái điểm này đi. Mình gõ C, cách, xong mình gõ tiếp là 3P, cách. Rồi mình chọn ra cái này. Đấy, là mình đã vẽ được một cái đường tròn này đi qua 3 điểm. Bây giờ mình muốn vẽ một cái đường tròn để nối tiếp tam giác đi. Mình có một cái tam giác như này chẳng hạn, thì mình sẽ bấm vào cái cycle ở đây, mình gõ xuống. Ở đây nó có tan 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 này, là một ký hiệu là ở bên trong đấy, thì mình sẽ chọn ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ tích vào ba cái cạnh của cái tam giác này, thì mình sẽ được cái đường tròn này. Cuối cùng là vẽ cái lệnh hình chữ nhật này, REC. Mình gõ này, REC, xong mình bấm cách, mình chọn một điểm và mình vẽ sang trên dưới này, là mình đã được một hình chữ nhật rồi đúng không? Mà cái hình chữ nhật này không có kích thước, bây giờ mình sẽ vẽ nó có kích thước này. Mình lại bấm lại là REC, cách, mình chọn một điểm và mình thấy là cái đường ngang ấy nó hiện màu xanh trước đúng không? Thì bây giờ mình có thể chọn được kích thước của cái đường ngang nha. Ví dụ mình muốn nó sang đây chẳng hạn, sang đây là dương chụp x đúng không? Và mình sẽ gõ thử là 5000 đi. Rồi và bây giờ mình muốn vẽ nốt cái cạnh còn lại kia, thì mình sẽ bấm tab, là cái này nó khóa là 5000 rồi đấy. Thì bây giờ mình sẽ vẽ cái trên đi là 20000 chẳng hạn, xong mình bấm enter. Đấy, thế là mình đã được một cái hình chữ nhật này với kích thước là 5000 và 20000. Mình sẽ đến những cái lệnh tiếp theo, là những cái lệnh hiệu chỉnh di chuyển này, copy hoặc là kéo hoặc các thứ rồi ấy. Đấy, thì những cái lệnh này mình phải sử dụng rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi vào cái lệnh đầu tiên là di chuyển đối tượng này. Mình muốn di chuyển cái hình chữ nhật này sang bên này khoảng 20m chẳng hạn. Mình bấm mở này, mình chọn cái đấy trước, xong mình bấm mở, mình cách này, xong mình chọn một điểm mà mình muốn nó là đầu ấy. Mình có thể chọn trung điểm đây nhá, hoặc là chọn góc nào được, nhưng mình thì mình chọn ở đây đi. Rồi mình bấm khoảng cách mình di chuyển này, mình chọn đây là 20000, xong mình bấm cách. Đấy, thế là đã di chuyển được từ đây sang đây 20000. Tiếp theo là cái lệnh copy. Bây giờ mình có cái hình chữ nhật này, mình muốn copy nó thì mình sẽ chọn cái hình chữ nhật này nhá. Xong mình bấm CO, xong mình bấm cách, xong mình chọn một điểm mà mình muốn nó di chuyển đấy, thì là đã có một cái hình thứ hai nó đi theo đúng không? Mình giống cái lệnh kia thôi. Bây giờ mình muốn nó di chuyển theo phương ngang này, mình chọn F8 này, thì nó đã di chuyển theo phương ngang hoặc đúng rồi đúng không? Và mình chọn 20000 để nó di chuyển luôn khoảng cách là 20000 ạ. Xong mình bấm cách. Đấy, thế là nó đã di chuyển đây đây. Và tiếp tục nó vẫn còn cái lệnh này ở đây. Thì bây giờ mình muốn tắt cái lệnh này thì mình có thể bấm vào ESC. ESC tắt nha. Tiếp theo là cái lệnh S, là để kéo đỉnh. Bây giờ mình chọn cái đối tượng này, mình quét nó qua cái đỉnh mà mình muốn kéo ấy. Mình muốn kéo cái hai cái đỉnh này lên trên chẳng hạn. Mình có thể kéo được một đỉnh nha, mình sẽ chọn vào đây thì kéo lên đây thì mình sẽ kéo được một đỉnh, hoặc là mình chọn vào giữa đây mình sẽ kéo lên được. Và cái lệnh F này nó dùng phức tạp hơn, thì bây giờ mình sẽ chọn vào hai cái này đi, xong mình bấm F, cách, xong mình sẽ chọn vào một điểm để cho nó có cái, để cho mình biết muốn cái đoạn thẳng ấy, mình muốn kéo cái này lên tầm 5000 chẳng hạn, thì mình gõ đây là 5000, đấy là nó kéo được cái này. Còn nếu mà các bạn muốn kéo nó đơn giản thôi thì mình có thể bấm trực tiếp vào đây xong rồi kéo lên xuống. Và mình có một cái lưu ý là cái lệnh này
sẽ trở thành cái lệnh MU nếu mà mình không quét qua điểm muôn kéo. Rồi mình chọn cái này chẳng hạn, mình chọn ép cách, mình không quét qua cái điểm nào thì mình chọn bừa ra ở đây. Đấy, mình tích vào một cái bừa thì nó sẽ trở thành cái lệnh mu để di chuyển. Tiếp theo là đến cái lệnh tro, muốn xoay cái này đi thì mình chọn cái này rồi mình gõ là tro cách. Mình muốn lấy tầm là cái này đi, rồi mình muốn xoay mình tắt nó đi nhá. Đấy, mình muốn xoay nó một góc 60 độ chẳng hạn thì mình sẽ gõ là 60 rồi mình bấm cách. Đó, thế là nó đã xoay từ đây sang đây là 60 độ. Mình cũng có một cái lưu ý nữa là cái vật thể này nó sẽ xoay theo ngược chiều kim đồng hồ nha. Tiếp theo là đến cái lệnh MI là đối xứng qua một trục. Nó giống như là cái gương ấy. MI là mirror là gương đúng không? Bây giờ mình muốn đối xứng cái hình này qua trục giữa của cái này đi. Mình vẽ một cái đường vàng ở đây chẳng hạn để mình định hình được là qua cái trục giữa này ở đây. Mình có thể không cần vẽ nữa. Bây giờ mình sẽ chọn cái đối tượng này, xong rồi mình MI cách, xong mình chọn tâm từ đây xuống đây để mình có một cái trục ấy, thì là nó sẽ đối xứng sang đây đúng không? Mình muốn cái trục nó là chéo như này chẳng hạn thì đấy, nó sẽ đối xứng sang đây cái kiểu như thế. Và bấm yết, yết ở đây là sẽ xóa cái này. Bây giờ mình không muốn xóa cái này thì mình sẽ bấm vào đâu. Tiếp theo là đến cái lệnh SC là để thu phóng đối tượng. Bây giờ mình muốn cho cái hình này nó to ra đi. Và mình sẽ cho thêm một cái hình nhỏ nhỏ đây nhá, để cho mình có thể so sánh được ấy. Thì mình chọn như này, xong mình bấm SC cách, xong mình chọn cái tâm. Tâm ở đây chẳng hạn mình muốn nó gấp 2 lên thì mình bấm 2 này, xong mình bấm cách. Mình đến cái lệnh TR là chim cắt đối tượng. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái lệnh L đi qua cái này đi. Bây giờ mình sẽ dùng cái lệnh chim là TR này. TR mình bấm cách, xong mình chọn cái này là mình cắt đi rồi. Nó cắt ấy. Như mình thấy cái này là một vật thể đúng không? Nó không bị một cái gì cắt qua. Nên là như những cái két bé trước ấy, những cái két mà từ 2018 trở xuống ấy, hay là 20 bao nhiêu ấy, mình cũng không nhớ, là nó không cắt được cái đường này đâu. Nhưng mà những cái két gần đây là nó đã cắt được rồi, là mình có thể cắt được cái đường này. Mặc dù nó chả bị cái đường này cắt qua, mình vẫn cắt được này. Đây mình cũng cắt được. Mấy cái thằng này nó chả liên quan thì mình cũng cắt được đây. Tiếp theo là đến cái lệnh F là bo tròn góc. Ví dụ như là mình có cái này, bây giờ mình sẽ cắt nó đi, cắt hai đầu này đi, hoặc là mình cắt thêm một cái đường ở đây nữa đi. Mình có thể bo hai cái này vào với nhau để nó thành một cái tròn tròn ở đây này. Thì mình cái lệnh này mình sẽ dùng như sau này. Mình sẽ bấm F, xong mình bấm cách này, mình bấm R, xong mình bấm cách tiếp. Ví dụ ở đây góc bo của mình muốn nó là 2000 chẳng hạn. Mình gõ 2000 xong rồi mình bấm cách. Mình chọn hai cái này. Đấy, thế là nó tự động bo lại rồi đúng không? Cái này thì mình có thể bo hay ở cái chỗ bàn ghế hoặc là mấy cái góc tủ ấy. Bây giờ mình muốn nối hai cái này lại với nhau, cho hai cái đấy nó cắt nhau ấy. Thì mình sẽ dùng như sau này. Mình chọn F, xong mình chọn R. Và ở đây mình sẽ chọn cho cái đường kính của nó là 0. Mình bấm cách, xong mình chọn hai cái này. Thế là nó đã tự động hàn lại với nhau. Tiếp theo là cái lệnh E là để xóa đối tượng. Mình chọn E này, cách này, xong mình chọn đối tượng này là nó xóa này. Đấy, bấm cách là nó xóa. Mình cũng có thể dùng bằng cách là mình chọn cái đối tượng này trước, xong mình bấm E rồi mình cách là nó xóa nhá. Hoặc là mình có thể chọn cái đối tượng này rồi mình bấm delete, cái lệnh delete ở trên bàn phím ấy, mình bấm một cái là nó tự cắt, không cần mình phải bấm cách nữa. Tiếp theo là đến cái lệnh X là phá vỡ đối tượng. Ở đây mình có một cái đối tượng này là một hình chữ nhật đúng không? Mình bấm vào, nó là một hình chữ nhật kết nối với nhau này. Bây giờ mình sẽ chọn cái đấy, xong mình bấm X
xong mình bấm cách là nó đã tự tách ra rồi, tách ra thành bốn đường thẳng. Lệnh cuối cùng là lệnh OR là lấy đồng dạng, mình sẽ dùng như sau này. Mình sẽ nhập lệnh OR cách, xong mình sẽ chọn cái khoảng cách mà mình muốn lấy đồng dạng ấy. Ví dụ ở đây mình có chọn là 2000 đi, xong mình bấm cách, xong mình chọn cái hình chữ nhật này chẳng hạn. Mình muốn bo nó vào trong thì mình kéo nó vào trong này, là có một hình chữ nhật nhỏ vào trong đúng không? Đấy, kéo ra ngoài là được 2000. Hoặc là cái đường thẳng này mình kéo ra đây. Đấy, thế là nó đã cách nhau. Mình sẽ đến với cái buổi số 4 là về những cái lệnh mà không hay dùng cho AutoCAD nhưng mà chúng mình sẽ cần phải biết nhé. Đầu tiên là cái lệnh A vẽ khung tròn đi qua 3 điểm. Thực ra là mình cũng chả cần học cái lệnh này đâu, nhưng mà mình cứ điền ở đây để cho nó đủ ấy. Cái lệnh này sẽ sử dụng như sau này. Mình sẽ gõ A, xong mình cách, xong mình chọn đi qua 3 điểm. Mình nhớ là phải chọn điểm đầu tiên, xong đến điểm giữa, rồi đến điểm cuối cùng. Ở đây là mình sẽ được cái khung tròn này. Nếu như mà mình không chọn như thế ấy, thì nó sẽ ra kiểu khác. Ví dụ mình chọn đây chẳng hạn, xong rồi mình chọn đây rồi đây. Đấy, thì nó sẽ ra cái khung tròn như này. Tại sao mình bảo là cái lệnh này không cần mình phải nhớ? Vì là mình có thể dùng nó theo cái lệnh C ấy. Lệnh vẽ đường tròn ấy, là mình C này, cách 3P, cách, rồi mình chọn qua 3 điểm, mình pick vào là được 3 điểm đúng không? Xong mình lại dùng cái lệnh chim TR cách cắt. Đấy, thế là được. Bây giờ sẽ đến cái lệnh POL là vẽ đa giác đều. Mình sẽ nhập này, POL cách, xong mình sẽ nhập cái số cạnh mà mình muốn. Ví dụ như là mình ở đây là 4 thì nó sẽ là hình vuông ấy. Thế là mình sẽ để là 5 nhá, 5 cách. Xong mình tích trọng tâm này, ví dụ mình muốn là trung điểm cái này đi. Xong rồi nó sẽ cho mình hai chế độ chọn. Cái bên trên này là vẽ từ trọng tâm tới đỉnh, còn cái bên dưới này là vẽ từ trọng tâm tới cạnh.
Bây giờ mình sẽ tích thử cái bên trên nhá. Đấy, nó sẽ ra như thế này. Mình lấy lại nhá. Bây giờ là cách. Mình chọn 5. Lấy trung điểm này, mình chọn cái bên dưới. Thì nó sẽ là từ trọng tâm đến cạnh. Là như này. Tiếp theo là đến cái lạnh L, là vẽ ellipse. Mình sẽ là L này. Xong mình cách. Mình sẽ chọn tâm, ví dụ mình chọn đây. Xong là mình sẽ phải nhập đường kính cạnh ngắn trước. Ví dụ ở đây là mình chéo nó sang bên này nhá. Là 5.000 chẳng hạn. Xong là mình sẽ nhập đường kính cạnh dài sau. Nó không cho mình nhập cạnh dài trước ở cạnh ngắn đâu. Vì là nếu mà mình ấy như thế thì mình sẽ được hình tròn ấy. Đấy. Thì cái đường dài mình sẽ nhập ví dụ như là gấp đôi đi, 10.000 chẳng hạn. Đấy, là mình được cái hình ellipse đây. Tiếp theo là cái lệnh S. PL là vẽ đường cong. S, PL. Mình pick những cái điểm mà cái đường cong này đi qua. Đấy, mình muốn vẽ cái đường cong nó uốn éo. Tiếp theo là đến cái lệnh B là khóa đối tượng. Mấy cái đường này mình muốn, mình chọn hết nha, xong mình muốn khóa nó lại thành một đối tượng thì mình sẽ bấm B này. Xong mình cách. Ở đây nó sẽ bảo mình là đặt tên. Thì mình bấm vừa nha. Đấy. Bấm OK. Thế là xong. Cái này nó tạo thành một một vật thể. Mình chọn cái này thì nó cũng chọn hết. Và khi mình muốn phá cái này đi thì mình chọn cái này xong mình X cách là phá đối tượng. Tiếp theo là đến cái lệnh CHA là chém vắt góc. Là mình vẽ cái tầng thẳng như này chẳng hạn. Bây giờ mình muốn chém vát góc nó, ví dụ mình chém nó không đều ấy, mình muốn chém nó không đều chẳng hạn. Cái này mình chém một độ dài khác mà cái này mình chém độ dài khác chẳng hạn. Mình sẽ gọi là CHA cách B cách. Bây giờ mình sẽ phải nhập độ vát theo trục X, theo cái trục ngang trước. Ở đây, từ đây đến đây mình muốn vát nó là 2.000. Thì mình cách này. Xong tiếp theo nó sẽ bắt mình là nhập vát theo trục Y là 4.000 đi. Rồi mình tích vào hai cạnh này. Đấy, là nó vát một cái góc. Ở đây là 2.000, đây là 4.000. Còn nếu mình muốn nó bằng nhau thì mình nhập nó là 2.000 với 2.000 thôi. Bây giờ sẽ đến vát của cái hình chữ nhật này. CHA cách B cách. Nhập tụ vát theo trục X như nãy đi, 2.000. Và bây giờ nếu mà mình muốn cái nó vào cái hình chữ nhật này thì mình sẽ phải ấy thêm là P cách. Rồi mình chọn cái này. Đấy. Là nó vát. Và cái này nó có vẻ là vát không, nó không đều ấy. Bây giờ mình sẽ đến cái lệnh tiếp theo là cái lệnh tính diện tích. Thì tính cái diện tích của cái hình chữ nhật này thì đơn giản thôi, mình không nói làm gì nhá. Bây giờ mình sẽ tính diện tích của cái hình nó phức tạp một tí đi. Đây chẳng hạn. Thì mình sẽ gọi này AA cách. Rồi mình sẽ chọn tích qua tất cả những cái điểm này. Đấy. Rồi đến cuối cùng ở đây. Mình bấm vào đây đi. Thì mình bấm cách. Là nó hiện lên là diện tích và chu vi. Và cuối cùng cái lệnh AL là căn chỉnh đối tượng. Bây giờ mình muốn cái hình này mà nó scale làm sao mà cho cái đường này, cái cạnh này này, nó bằng cái cạnh này, bằng cái cạnh này của cái hình chữ nhật nha. Thì bây giờ mình sẽ khóa nó lại nha, là mình sẽ block nó lại. Mình sẽ chọn cái này, rồi mình gọi AL. Xong mình sẽ pick, mình cho cái cạnh này vào cái cạnh này đúng không? Thì mình sẽ phải pick cái điểm như đây. Mình nối nó vào ở đây. Còn cái này ở đây, mình sẽ nối nó vào ở đây. Mình bấm cách. Bấm viết này. Là nó tự scale nó bằng như này.
chúng mình sẽ cùng đến với cái bụi số 5 là về layer. Đầu tiên là chúng mình sẽ phải bấm cái lệnh LA này để mở bảng layer. Mình có thể bấm này, LA cách là nó sẽ hiện lên cái bảng layer này. Hoặc là mình có thể bấm vào đây nhá. Bấm một cái là nó hiện lên cái này. Bây giờ mình sẽ giải thích những cái ở bên trong đây. Đầu tiên là cái này là tạo một layer mới. Đấy. Bấm vào là nó tạo layer mới này. Và cái này là xóa layer được chọn. Ví dụ như là ở đây mình đang bấm vào layer 2 đúng không? Mình bấm vào đây là nó xóa. Cái này là tên của layer này. Cái on này là bật tắt layer ấy. Đầu tiên là cái layer nó hiện ở đây đúng không? Nếu mà mình bấm vào đây là tắt này. Tắt đây là nó tắt hết. Cái lock này là khóa layer này. Mình có thể chọn được vào nó, nhưng mà mình không thể làm được gì nó nhá. Mình không thể xóa hay là làm gì cái layer đấy. Và cái khi mà mình dùng cái layer đấy để mình vẽ thì mình vẫn có thể vẽ được nhá. Cái này là màu sắc của layer này. Cái này là kiểu đường nét của layer. Và cái này là cái độ dày của layer. Có mấy cái khác thì mình không cần phải quan tâm đâu. Bây giờ mình sẽ đến với một số lệnh liên quan đến layer. Đầu tiên là layer ISO là hiển thị các layer muốn chọn. Ở đây mình có các layer ở đây. Là mình có một cái tủ bếp mẫu của công ty nội thất. Bây giờ nha, ví dụ mình chọn layer thì mình chọn cái layer này chẳng hạn. Rồi mình bấm layer ISO. Thôi mình bấm cách. Đấy, là cái layer này nó sẽ được hiện lên, còn tất cả những cái layer khác thì nó bị khóa lại. Đấy. Tiếp theo là layer off là ẩn các layer được chọn. Thì mình sẽ bấm này, layer off. Xong mình chọn cái layer nhá. Ví dụ như là mình muốn ẩn cái màu vàng này đi chẳng hạn. Mình bấm vào đây. Đấy. Thế là cái này nó đã bị ẩn đi, cái này chẳng hạn. Đấy. Bây giờ mình sẽ đến cái layer on là hiện các layer bị ẩn. Mình nhớ này, layer on. Thế là những cái nãy mình ẩn đi là nó hiện lên rồi. Tiếp theo là cái layer uniso là mở khóa tất cả các layer. Nó ngược lại với cái layer ISO này. Thì mình tự bấm nhá. Cái layer mcur này là chọn layer về hiện layer hiện hành. Tiếp theo là những cái lệnh mà quản lý layer này. Lệnh mo. Mình nhớ mo cách. Nó ra cho mình những cái bảng mà về màu sắc rồi là về mấy cái đấy. Để mình hiệu chỉnh thôi. Tiếp theo là cái lệnh MA này là copy thuộc tính layer. Bây giờ mình muốn cái màu hồng này là nó là của cái layer vàng này thì mình sẽ bấm MA này. Cách. Mình sẽ chọn cái layer vàng này trước để mình lấy cái layer và mình sẽ dán cái layer vàng này vào đây. Đấy. Thì nó được cái ấy đúng không? Tương tự như bên trên này mình muốn cho cái khung này chẳng hạn là cái layer đấy thì mình bấm vào đây. Và cái DR này là đưa layer được chọn lên đầu tiên. Ở đây mình có cái màu hồng này. Nó ở bên trên cái màu trắng đúng không? Bây giờ mình muốn cho cái màu hồng này xuống dưới cái màu trắng để cái màu trắng này nó hiện lên thôi. Mình không thích để cái màu hồng này hiện lên. Thì mình sẽ chọn cái màu hồng này. Xong là mình bấm DR cách. Rồi mình cho nó xuống dưới. Đó, thế là nó xuống dưới thôi.
Giờ chúng mình sẽ cùng đến với cái buổi số 6 là về hack. Mình sẽ bấm hack này để hiển thị cái hộp hack nhá. Bấm hack này. Mình bấm cách là nó ra cái hộp hack này. Ở đây thì mình sẽ quan tâm mấy cái này. Là ở đây là cái vật liệu hack. Trong két này nó có sẵn bằng này cái vật liệu nhưng mà nó không đủ để cho mình dùng đâu. Vậy nên là mình sẽ có thêm một cái video nữa là cách cài cái thư viện hack ở bên ngoài ấy. Và mình sẽ có thêm một số những cái thư viện mà mình để dưới mô tả ở những cái video đấy nhá. Cái angle này là góc hack. Ví dụ ở đây mình chọn cái này đúng không? Mình hack nó vào đây. Là ở đây hình chéo này, mình để 45 độ là nó xoay theo thẳng ấy. Nếu mình ở đây là 0 thì nó lại về như đây. Còn cái scale này là để cho cái khoảng cách hack sao cho nó phù hợp nhất với cái này. Dù ở đây mình để nó là 1000 thì nó bị bé quá nên là nó bị gần như kẹo đặc ấy. Mình phải zoom nó ra. Zoom ra còn không thấy này. Dù mình để đây là 20000 chẳng hạn. Nhìn. Thì có vẻ nó vừa vặn hơn đúng không? Cái select origin này là để định vị vật liệu nhá. Ví dụ như ở đây là mình chọn cái này chẳng hạn. Mình thấy là cái này, cái góc chỗ này sao nó xấu xấu ấy, thì mình sẽ chọn vào đây. Là mình lấy cái chỗ này làm định vị, là nhìn nó có vẻ ok hơn đúng không? Là cái góc này ok hơn. Mình sẽ sử dụng cái này để định vị mấy cái viên gạch ấy, gạch ở sàn. Cái này là để copy vật liệu này. Ví dụ mình muốn copy cái vật liệu này, mình gắn nó sang đây chẳng hạn, thì mình chọn cái này trước, bấm vào đây rồi mình bấm vào đây là copy được nhá. Và cái nút close này là để tắt cái bảng này đi. Mình cũng có thể là bấm cách để tắt, hoặc là mình bấm vào đây. Mình sẽ đến với buổi số 7 là về text. Mình sẽ bấm ST để mở cái bảng text style. ST. Mình sẽ bấm vào new để tạo một cái text mới cho mình. Ở đây mình sẽ để là hiền nhá. Hiền 100 chẳng hạn. 1000 đi, 1000.
Dạ, mình để là chiều cao chữ là 1.000 luôn. Cái này là để khoảng cách chữ ấy. Ở đây chữ bình thường là khoảng cách là 1 đúng không? Ví dụ mình bấm 2 chẳng hạn thì nó bị bè sang ngang ấy. Mình sẽ để 0.8 để cho nó đẹp. Mình có thể chọn nó đậm này hoặc là chọn nó như nào đấy tùy ý. Bấm Save Current để sử dụng. Bây giờ để viết chữ thì mình sẽ bấm vào T để viết nha. Mình bấm xong mình kéo này. Nó hiện lên một cái bảng để cho mình biết. Mình biết ở đây là Vũ Hiền Hầu chẳng hạn. Đấy, thế là cái chữ của mình nó ở đây. Mình cũng có thể tùy chỉnh setup làm sao cho nó hợp với cái ý của mình. Mình thấy cái chữ này bé quá thì mình cho nó thành cái lệnh scale, mình cho nó to ra. Đó là nó to rồi. Còn nếu mà mình muốn chỉnh chi tiết ở trong kia thì mình lại bấm ST, xong mình bấm vào cái chữ này nha, mình chỉnh nó lên 3.000. Đấy, thế là mình đã được cái chữ giống như ở đây. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với cái buổi số 8 về zin kích thước trong AutoCAD. Đầu tiên là lệnh D là mở bảng zin style. Mình bấm D này, cách. Ở đây mình có mấy cái kiểu zin đấy của công ty. Mình sẽ chọn lấy một cái zin 80. Set current để sử dụng cái zin này nhá. Còn cái việc mà làm những cái zin này thì mình sẽ không nói nhá. Mình có thể bấm vào đây để setup. Thì mình sẽ có một cái video khác là chi tiết hơn là làm về cái gì này. Nhưng mà thường là
kiểu mình đi làm ấy thì mình cũng chỉ sử dụng thôi, mình cũng chẳng động đến mấy ấy. Còn nếu mà các bạn làm đồ án thì các bạn có thể xin của các anh chị hoặc là xin của ai đấy cái gym của công ty, rồi mình bấm vào đây rồi mình bấm xài thôi. Rồi mình, như mình chọn trên này mình bấm xài này. Ở đây có cái lệnh DLIN là gym kích thước thôi. Hai phường là XY đúng không? Mình sẽ bấm thử nha. Mình muốn gym của cái tụ này. Mình gym lên trên đi. DLI. Xong mình sẽ chọn cái điểm này với cái điểm này. Mình kéo lên. Đấy. Là kích thước. Mình chọn cái gym này nó hơi to ra nhé. Mình phải chọn cái đằng trước đúng không? Kệ đi. Ở cái gym này thì chả nhẽ mình lại cứ bấm cái này xong rồi lên để chọn tiếp xong rồi bấm cái chờ. Vậy nên là mình sẽ có một cái lệnh là DCO này để gym liên tục. Mình sẽ bấm DCO. Mình chọn vào cái gym này và gym liên tục. Bấm tiếp nha. Thì mình sẽ bấm tiếp vào đây. Bấm vào đây, thế là nó cứ gym vậy theo đường thẳng thôi. DAL để gym kích thước đường chéo. Mình vẽ ra một cái đường chéo đi. Và mình sẽ bấm D A L. Đây. Đó. Và để đo góc D A N. D A N. Mình bấm vào hai cái cạnh của góc đấy. Rồi mình có thể di chuyển làm sao cho nó đẹp ý. DBA là gym trên dưới. Bây giờ mình có cái này rồi, mình sẽ bấm DBA này. Mình sẽ chọn cái này nhá. Vậy là nó sẽ gym bên dưới cái này. Hoặc là gym lên trên. Hoặc khoảng cách của nó thì mình đã set up rồi ấy. Nên là nó sẽ cách khá là đều và đẹp. Chúng mình sẽ cùng đến với cái buổi số 9, buổi cuối cùng trong AutoCAD cơ bản là về xuất PDF và in bản vẽ. Mình sẽ bấm Ctrl P để mở cái hộp thoại này để in hoặc là để xuất sang PDF hoặc các thứ gì đấy. Đây, mình sẽ bấm vào Ctrl P. Nó xuất hiện cái này. Bây giờ mình sẽ nói về những cái ở trong đây nhá. Đầu tiên là tên. Và xem là mình muốn xuất theo cái gì. Thì mấy cái này là quán in thì
người ta xử lý cho mình ấy. Bây giờ mình sẽ xuất sang PDF nhá. Đây, bấm vào đây để xuất sang PDF này. Và cái paper size này để chọn cái khổ giấy. Mình chọn vào là in A2 đi. Mình sẽ bấm vào đây. Bấm vào Window để mình có thể pick được cái vùng mà mình muốn in ấy. Đây chẳng hạn, mình sẽ bấm vào Center the pilot này là để đưa cái vùng mà mình muốn in vào khổ giấy. Dù ở đây nó đang bị lệch đúng không? Mình pick vào và nó đưa vào trung tâm. Và như mình nói thì ở đây nó sẽ có hai kiểu in, là một là in màu và hai là in yên trắng. Đây, nó sẽ là ở chỗ này nha. Mình sẽ bấm vào OCAD để in màu, hoặc là mono scroll này là để in yên trắng. Nếu mà mình bấm vào đây, mình bấm preview này. Đấy. Thế là nó đã xuất ra cho mình một cái bản này. Và mình sẽ bấm plot này để xuất nó sang PDF ấy. Và mình chọn cái thư mục để lưu nhá. Ví dụ ở đây mình muốn in màu thì mình sẽ bấm vào OCAD này. Và nó sẽ bấm được vào cái vùng này là để tùy chỉnh cho mình những cái màu ở trong đây. Màu sắc thì mình khi mà mình vẽ layer ấy là mình đã phải làm mấy cái này rồi. Mình có thể chọn hết tất cả những cái màu ở đây, xong là mình bấm vào này, xong là mình kéo xuống này, mình giữ shift bấm xuống cuối là nó chọn hết mấy cái này rồi, đúng không? Rồi mình xem bấm vào đây để cho nó cùng màu đi, cùng kích thước là 0.1 này. Còn những cái màu khác, ví dụ như là mình để mấy cái màu này ở đây, ba cái màu này mình muốn nó là 0.5 chẳng hạn, là nét đậm ấy, thì mình chọn 0.5, mình chọn 0.4 đi. Đấy, còn mấy cái khác thì quán in nó sẽ xử lý cho mình nhá. Mình bấm save vào này rồi mình bấm preview để xem, nhưng mà ở đây cái bản vẽ này của mình không có cái màu gì cả thôi nhá. Video của mình đến đây thôi. Nếu mọi người cảm thấy video này hữu ích, mọi người cho mình xin một lượt like và đăng ký kênh. Nhớ bật thông báo để nhận được những cái video mới nhất từ Vũ Hiền HU. Bye bye.